Ôi, chào tất cả các bạn đến kênh Bình Thuận Dấu Yêu nha. Hôm nay mình cũng chia sẻ với anh em những chiếc ghe giả cào đang tăng tốc ra khơi nha. Siêu to của Lucky các bạn. Đó, những con ghe siêu to, quá nhiều ghe ra khơi bạn ơi. Cái dây có dọc của bạn xem nha. Quá trời ghe ra to, là ghe giả cào siêu to của Lucky các bạn ơi. 22 23 mét thông luôn. Còn nào còn lấy cho bả nện luôn nha. Đó, đang tăng tốc không bạn không? Ra khơi mà khí thế luôn các bạn, quá tuyệt vời nha. Số hiệu là Bình Thuận 97238TS nha. Đây là chiếc ghe giả các bạn, ở phía sau chiếc ghe dây nè, rồi xong rồi nhiều lắm rồi. Ghe ra hôm nay hơi bị dữ các bạn, còn là giả cào siêu to không bạn, nó hai ba cặp luôn các bạn ơi, nhìn choáng luôn các bạn. Nói không là chiếc cây dây nữa bạn, quá trời chạy xịt khố đen luôn các bạn, thấy không? Không biết ghe nào mà chạy khơi xịt khố đen giữ thần ôn không biết. Ồ, chiếc cây giả chạy gần nước xịt cho thấy bạn thấy ghê gớm không, thật là quái chữ luôn các bạn, quá giữ tốc độ hơi bị đỉnh các bạn. Ồ, ra khơi khí thế với khi về là thuyền đầy khoang cá luôn, chiếc ghe lưới nội cũng về cực cả các bạn, thấy không? Nhìn rất là phong độ, phong độ quay phong lẫm liệt luôn, khi ra khơi thần thần thái rất là phong độ luôn, nhìn rất là uy lực của giả cạo mà. Rồi như mà mình cũng chia sẻ luôn, khi mà ghe của anh em cô chú ở ghi mình còn thiếu bạn đi thì còn mình có xem được clip của mình thì comment cho mình nghe để cho mình giới thiệu anh em bạn bè cùng đi ghe, để có thêm nguồn nhân lực cho ghe Bình Thuận mình luôn nha. Anh em nào thiếu thì cứ bình luận phía dưới để cho mình chia sẻ giới thiệu anh em bạn bè đi. Cũng có rất nhiều anh em hỏi mình nhưng mà mình không có thời gian đi hỏi từng ghe cho các bạn. Mình cũng lên clip mình để mình nhắn nhủ, nhờ anh em còn thiếu thì cho mình xin một chân để cho anh em đi theo thôi. Rồi mình cũng chúc cho đoàn ghe giả cào hôm nay ra khơi thật nhiều thắng lợi mỹ mãn luôn nha. Đó, dây nhợ cũng đã chuẩn bị vô bên sẵn nữa các bạn, khi mà mấy anh định vị được điểm là mình bữa lưới thôi bạn, bỏ miệng dạ xuống là dây cá thôi. Chung là tốc độ của giả cào theo mỹ đỉnh nữa bạn, ra khơi. Đó, thì mình cũng chia sẻ với anh em nè, cabin hai tầng mà nhìn rất là đẹp bạn, nghe tầm 23 mét là dẫn đâu, giống như là chiếc da lưới xù vậy các bạn. Đó, nhìn hơi bị khủng luôn, khủng ở la ghi nha, siêu to. Đó, cái xuồng đang kéo một chiếc ghe giả sao bạn, quằn người luôn, hôm nay gió gấp 6 cấp 7 bạn ơi. Đó, đang kéo chiếc giả luôn các bạn, chiếc giả của Bình Thuận nè, số hiệu là Bình Thuận là 96446TS luôn nha, đang thẳng tiến được xuồng kéo ra khơi bạn. Xuồng dắt ra khơi, kéo ra khơi cũng được, cũng tùy theo anh em mình kêu nha. Nhiều lúc mình nói không có trúng từ địa phương cho mấy thì anh em mình cũng thông cảm và châm chế cho mình và góp ý với mình, để cho kênh Bình Thuận Dấu Yêu được nhiều thông tin hữu ích để chia sẻ với anh em. Đó, này cái ghe này đã cặp giải ra trước các bạn, cặp ghe cái dây sẽ ra sau nè, nó chỉ cái dây không chờ bá lửa luôn các bạn, cũng đang xưng phong nè. Ủa, anh em cũng đang đứng trong cabin để ngóng gió biển. Đại ca đang quay phim là ghe ra nhiều, anh thấy đẹp quá, anh quay luôn các bạn. Ồ, giả cào ra có dây có nhợ luôn các bạn, hôm nay rất là nhiều luôn các bạn ơi. Lâu lâu mới được quay cảnh ghe giả cào siêu to của la ghi ra khơi, đỏ lên tốc độ xịt khói đen nè. Ồ, thật là quá chữ các bạn ơi, rất là phê. Những lúc lắc thì anh em cũng thông cảm cho mình luôn nha, vì ở ngoài này gió nó lắc quá, anh em cũng châm chế cho mình. Ủa, chiếc nào ra cũng phong độ bạn, tăng tốc bạn thấy ghê không, quá dữ bạn ơi, nhìn thấy là rất là phê luôn, quá hấp dẫn, quá ghê cẩn. Rồi, ngắm biển và nghe ca vào cửa cảng đẹp cho anh em mình xem chơi, thấy hay và chia sẻ và đăng ký kênh và tặng cho mình một sub và bật chuông để nhận được thông báo những clip mới nhất từ kênh Bình Thuận Dấu Yêu.
Đó, đem theo một đàn cặp nổ xịt khổ đen điện đề ba điện đó, được là dữ lắm nha, không phải chuyện đơn giản tầm thường luôn các bạn. Nói chung là mình cũng làm vlog được chia sẻ với anh em, mà mục đích thì mình lưu giữ những khoảnh khắc gây vào cửa cảng đẹp để cho anh em mình cùng xem. Thì những lúc khi mà anh em đi ghe về nhà ngồi xem được clip ủng hộ mình, nó khung cảnh ghe kìa, quá trời ghe bạn không, còn là giã cào siêu to của là ghi ra khơi bạn, hôm nay nhìn quá trời tuyệt vời luôn kìa. Ồ, nhìn muốn chóng mặt chóng ngợp hôm nay ghe ra khơi quá tuyệt vời. Đó, chiếc giã tăng tốc xịt có đen bạn không, là chiếc ghe dây chạy phi nước phi phù bạn không. Ồ, ghê không, nhìn đẹp ha, đúng đẹp luôn, chạy yên lời phun nước như dồi gồng vậy bạn, nhìn rất là đã. Ồ, chạy rồi không, ồ, phun nước như dồi gồng đã, nhìn thấy phê phê. Lâu lâu zoom zoom xa xa gần gần cho các bạn nhá, qua nhá lại cho các bạn xem cho nó phê không đó không. Ồ, nhìn đất cờ đã này bạn ơi em. À, cặp giã cào của là ghi về cửa cảng bằng khẩm tải luôn bạn ơi kìa, số hiệu là Bình Thuận là 9953 4TS luôn ha. Ồ, đang tăng tốc về cửa cảng rồi, khẩm tải chắc các bạn không. Cái dòng cái mồi chạy lũi lũi là hiểu, là đủ hiểu tình em là chế độ khủng khẩm cá như thế nào bạn không. Ồ kìa, khẩm mẹp luôn bạn ơi. Thì nói chung xăng dầu lên giá rất là cao luôn, thì anh em dân biển gặp khó khăn, cũng anh em là ai cũng gặp khó khăn, xăng dầu lên giá này. Thì mình cũng cầu chúc cho tất cả anh em đi làm gì trúng cái đó luôn, thắng lợi cái đó để cho cuộc sống mưu sinh. Đây chiếc xuồng đang tải đá cho những chiếc lưới rút đang nằm ở ngoài cửa cảng các bạn. Đó. Thì mình cũng chúc cho những ghe đi đánh bắt thật nhiều hải sản luôn, chuyến nào cũng chuyến lợi nhuận khá cao để cho anh em mình có cuộc sống ấm no hơn. Nói chung xăng dầu lên giá trong nhiều ghe đánh bắt cũng rất gặp nhiều khó khăn luôn, còn không cá nói chung là có đó, nhưng mà không có đủ chi phí để trang trải cho bạn để đi nữa các bạn, nên chủ ghe cũng rất là e ngại ra khơi mùa xăng dầu lên giá này. Thì mình cũng chia sẻ với những anh em những thông tin nào mình biết, thì mình chỉ chia sẻ với anh em một cách thiết thực, và những gì thông tin nào mình còn thiếu sót thì anh em cứ bình luận phía dưới video luôn nha, để góp ý với mình. Đó, chiếc chủ bao của Bình Thuận cũng về cửa cảng này các bạn thấy không, mặt sáng không, màu xanh nào viền hay gì như lương bụng màu vàng rất đẹp bạn thấy không. Đó, cặp giã cào đang tăng tốc hì hùng hì hục ra cửa khơi các bạn thấy không, quả tốc độ nó là khủng khiếp đúng các bạn, mình thấy là phải nói hai từ thật lòng quẩy chữ các bạn ơi. Đó, chạy ghê không, tốc độ rất kinh khủng. Tiếp tục chiếc lưới bao các bạn, số hiệu là Bình Thuận là 9934TS các bạn. Đó, đang về cửa cảng và nhiều ghe đánh bắt cũng gặp rất nhiều khó khăn trong những chuyến biển rồi, thì nói chung những ghe là số lưới chủ bao hoặc lưới rút cũng được các bạn, cũng tùy theo người kêu nha. Thì khi đi chuyến nào là trúng đậm chuyến đó thôi là mình cũng vui, và anh em cũng có thêm cái thu nhập khá khá, vì do giờ nhu cầu vật chất leo thang xăng dầu quá trời quá đất, đi khai thác thì không có được bao nhiêu, thì anh em cũng gặp rất nhiều khó khăn. Thì mình cũng chúc 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 cho tất cả anh em đi nghề biển thật nhiều sức khỏe là dồi dào nè, đặc biệt chủ ghe đi chuyến nào là trúng đậm tiếng đó luôn nha. Rồi những anh em nào mà thấy hay và vô đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được những clip mới nhất từ kênh Minh Thuận Dấu Yêu, và chia sẻ cho mình để cho mình có động lực và thần thái ra những video tiếp theo. Rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả mọi người trên mọi miền đất nước. Đó, bạn thấy không, nhìn rất là đã nghe. Nói chung là lưới anh em cũng đã đậy xong đó các bạn, đợi sợ gió đồ nó bay, anh em cũng đã buộc cất là chặt xong xuôi cho để chuẩn bị cho những chuyến tiếp theo bạn. Đó, mấy đại ca lão đại cũng đang ngồi trong cabin, gài cabin nè, lũ khủng các bạn ơi. Trong ghe thì cũng tầm mười mấy người không đúng không, cũng trang bị mình đèn đèn led kìa, rồi đại ca đang đại công đang lái ngồi lồng cu luôn rồi. Ghe cũng khá đúng là đúng chất đậm chất của ghe của Lagi luôn các bạn thấy không.
nó nhìn rất là đẹp. Lai lai ghe của Bình Định không phải giỡn đâu, nó nói đậm chất thôi chứ lai lai ghe Bình Định nữa bạn. Nó nhìn thẳng tiến vô cửa cảng, sâu sâu trong cửa cảng nữa bạn. Ảnh hôm nay mà ảnh về mà ảnh không có háo hức chào đón mình, nhiều bữa nhầm ghe là chào đón mình dãy chào rất là nhiệt tình luôn bạn. Chúng cá quá mà ảnh vui, nhiều lúc ảnh cũng hơi buồn buồn, mỗi lần mà ảnh buồn buồn mà ảnh không có chào đâu, mà vui vui là mà ảnh dậy sóng hết nữa bạn ơi. Rồi video mình cũng tạm thời kết thúc tại đây nha, xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo của kênh Bình Thuận Dấu Yêu. Thân yêu chào cả nhà, chào đón những video nữa nha. Cảm ơn đại gia đình ủng hộ.